Xin chào các bác, quay trở lại video clip tiếp theo của bên cửa hàng bên em. Rất nhiều các combo hiện tại đang đợi tất cả bác. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì em có một bộ cấu hình karaoke gửi đến anh Phước ở Bình Thuận các bác. Anh Phước đặt cho mình một bộ cấu hình karaoke bên em rất là hay, rất là tuyệt vời. Nhất là đôi loa LA Aquatic của Mỹ này các bác. Đó, những dòng LA Aquatic đây, LA, người ta gọi là LA Aquatic nó mới gọi là chuẩn các bác nhá. LA nhiều khi Việt Nam mình đọc nó hơi buồn cười một chút nhưng mà không sao, chuẩn tiếng Việt nó phải vậy. Nhưng mà nếu đúng chúng ta sẽ đọc lại LA Aquatic, đúng không ạ? Dòng sản phẩm chính hãng của Mỹ. Và đây là một dòng bãi cực kỳ xịn luôn. Hiện tại với một đôi loa LA Aquatic như thế này hiện tại nha các bác nhá, trên thị trường nếu như các bác mà mua hàng mới nó phải loanh quanh đâu đó khoảng tầm hơn 20 triệu. Nhưng mà nếu như các bác mua hàng bãi của bên em là một trong những đơn vị bán giá rất rất rẻ. Phải khẳng định với các bác là bên em là một đơn vị bán rẻ nhất trên thị trường. Và hàng mà không hay không chất thì em không lấy tiền đâu các bác nhá. Không hay không chất không xịn không lấy tiền. Và hiện nay thì ngày hôm nay thì tiện thể test cho anh Phước bộ cấu hình karaoke như thế này thì có giới thiệu đến cho bác luôn. Đấy, tiện thể giới thiệu cho bác luôn nha các bác nhá. Dòng LA Aquatic là một trong những cái dòng sản phẩm hàng chính hãng của Mỹ lòi luôn. Và con này thì em có nhập khẩu về được một vài dòng sản phẩm. Nói chung là về thỉnh thoảng về được một lô nó loanh quanh khoảng 5-7 đôi. Nhưng mà toàn bộ là hàng bãi xịn của Mỹ luôn các bác nhá. Dòng này thì cực kỳ chất rồi. Chị Linh có quay cho em cái đít của con này, cái đít của loa đi. Phải đít của loa cho mọi người nhìn qua. Cẩn thận cái vướng cái dây không nhỉ. Đây là bên cạnh này các bác, đây mặt cạnh nhá. Quay cái đít đây, đây các bác nhìn. Đây cái đít của loa này các bác. Đây là phần hậu loa các bác. Đấy, nhiều bác cứ hỏi hậu loa là gì. Đây chính là phần hậu loa này. LA Aquatic CV12, dòng model cực kỳ khủng của dòng LA các bác nhá. LA CV12, con này công suất rating của nó các bác. Công suất Power RMS này, tức là công suất chạy liên tục các bác nhá. Chạy liên tục của nó là 450W. Còn công suất lớn của nó có thể lên tới 900W cơ các bác. Ở chế độ 8 ohm các bác nhá. Đây chế độ 8 ohm. Và độ nhạy có thể lên tới là 98 dB. Độ nhạy rất rất là cao luôn, được chưa? Và cái trở kháng của nó là 8 ohm rồi này. Giải tần của nó đánh cũng rất là thấp. Giải tần từ 40Hz cho tới là 20kHz các bác nhá. Có hai đầu jack speak công này các bác có thể cắm vào đây. Đó, chúng ta sẽ sử dụng đầu jack music này để chúng ta cắm vào, được chưa? Và dòng sản phẩm này nó đặc điểm lớn nhất của nó là gì các bác? Là Made in USA các bác, dòng sản phẩm nhập khẩu chính hãng. Đấy, sản xuất tại Mỹ luôn các bác nhá. Đó, khi chúng ta sử dụng đây, cắm cái dây này vào cái. Đấy các bác, nhiều bác cứ cắm như này nó không chạy đâu các bác nhá. Các bác phải xoay như này một cái, được chưa? Đấy, khi mà các bác muốn tháo ra thì chúng ta kéo cái lẫy này cái rồi chúng quay ra như này là được. Còn không thì các bác cắm như đầu to này các bác nhá. Đầu to này, các bác cắm vào đây này. Đấy, và chúng ta cầm xoay này một cái là được đấy các bác nhá. Ok, rất là ngon. Đấy, chị quay lại cho em cái đầu này đi. Quay lại như bình thường đi để mọi người cùng nhìn qua. Đó, các bác nhìn đẹp không? Dòng LA Aquatic này nó rất là sang nha các bác nhá. Nhìn cái nó có một cái phần chép này, một cái con chép này màu tím này, trông nhìn nó rất là đẹp. Nó có một cái điểm gì đấy rất là đẹp luôn. Và các bác nhìn cái logo không? Các bác nhìn cái logo này không? Nó là 7 sắc cầu vồng các bác nhá. Làm 7 sắc cầu vồng nhìn trông nó rất là sang. Nhìn nó sang cái đôi loa các bác. Và đây là một trong những đôi loa mà các bác phải dùng tới đẩy, phải dùng tới đẩy công suất thì nó ra chất nó mới hay được, được chưa? Còn nếu như bên em đều bán những cái dòng đẩy mà có thể là công suất nó nhỏ hơn thì nó không thể chơi được những đôi loa LA này. Bởi vì dòng LA này cái công suất nó cần ăn rất là lớn các bác, rất là lớn. Vì thế nên là em đã phối ghép cho một đôi loa LA này những con đẩy cực kỳ chất, tiệm nữa em sẽ giới thiệu cho bác. Nhưng mà nói đến dòng LA thì các bác biết rồi, chất âm hay, chất âm đẳng cấp, tiếng bass nó mạnh mẽ, uy lực, tép sáng bay, tiếng lời nó, lời ca tiếng hát nó ngọt ngào, nó sâu lắng, nghe rất là sướng luôn các bác nhá. Với một đôi loa LA này hiện tại các bác nào mà đang có nhu cầu sắm sửa thì hiện tại giá của nó đang rất tốt, có 6.200.000 đồng thôi. Mặc dù trên thị trường nó bán, nếu mà các bác mua nhập một đôi này về nhá, anh em thợ nào mà nhập đôi này về nhá, giá chắc chắn nó phải nhập, riêng giá nhập thôi nó phải tầm 9 triệu rồi, chưa nói đến các bác giá bán ra nó phải hơn 10 triệu là cái chắc chắn luôn đó. Còn ngày hôm nay thì bên em đã về những cái dòng loa LA đẹp, xuất sắc, long lanh, hàng 95-97%, mà đây là hàng Mỹ lòi, Mỹ xịn luôn. Đấy các bác nhá, nhập khẩu hàng xịn luôn. Thế nên là, nhưng mà bên em lại về số lượng lớn và bên em có giá trực tiếp ở bên kia thì thành ra là giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. 6.200.000 đồng cho một cặp này thôi. Chỉ có 6.200.000 đồng cho một cặp nha các bác nhá. Giá rất là bình dân, được chưa? Tiếp theo ở bên dưới ngày hôm nay thì có phối ghép cho các bác làm con đẩy V3 dòng Aquatic V1004. Con này đã đủ thừa công suất để đánh với một đôi loa LA này rồi. Thừa công suất để đánh rồi các bác nhá. Và tiếp theo, tại sao lại dùng đẩy 4 kênh này? Bởi vì là đẩy 4 kênh này chúng ta sẽ dùng 2 kênh để đánh loa. Năm mai nếu bác nào mà cần thiết chơi thêm súp hơi, chúng ta có thể đánh thêm súp, được chưa? Hoặc
là các bác nào đánh thêm một đôi loa nữa thì chúng ta có thể đánh thêm một kênh này, đánh một đôi loa full bass 30 được, được chưa ạ? Và một kênh còn lại chúng ta có thể là đánh súp. Đấy, kể cả bác đánh súp kép được, súp đơn cũng được, đều ok nhá. Bên trên thì sử dụng một con Vanker Neck FX14 Max dòng cao cấp nhất của Vanker Neck bây giờ, và bên trên cùng sử dụng một cái dòng mic Việt Ca. Đấy, Việt Ca dòng GA8, con này thì giá rất bình dân các bác, con này có 1,5 triệu thôi. Đấy, anh khách này thì hơi đuối tiền rồi, thành ra là ghép cho anh ấy con mic giá nó mềm nhất. Nhưng mà con mic này tiếng của nó cũng rất là hay luôn các bác nhá. Tiếng thu mic cũng rất là tốt, được chưa? Và để kết hợp với bộ cấu hình ngày hôm nay thì anh khách bên em lựa chọn thêm một con súp của Nexo, dòng súp của Pháp bác. Đấy, Nexo dòng 15 súp bass 40. Đấy, dòng made in France này các bác. Dòng sản phẩm xịn chính hãng của Pháp. Con súp này tiếng bát của nó cũng cực kỳ là kinh nhá. Con súp này nó đánh không gian diện tích tầm khoảng 50m2, tiếng bát nó rất là mạnh mẽ, rất là uy lực. Đó. Và đây là em không có nhiều đâu, riêng súp Nexo thì em không có nhiều. Đấy các bác nhá. Và giá của mỗi con Nexo này còn thùng hộp, em còn thùng hộp dòng sản phẩm này luôn. Nó là hàng siêu siêu lướt các bác. Hàng bãi nhưng mà siêu siêu lướt, còn cả thùng hộp cho các bác. Giá của nó là 4.500.000 đồng một quả các bác. Con này là súp bát 40 nha các bác nhá. Tiếng bát đánh rất là mạnh mẽ, rất là uy lực. Đây là dòng súp điện cao cấp của Nexo, được chưa các bác? Made in France các bác. Dòng sản phẩm hàng của Pháp các bác nhá. Rất là xịn luôn. Đấy, nói chung là dòng này thì cực kỳ ngon rồi. Em quay qua cái đít để các bác nhìn. Chị quay cho em kéo cái đít ra một tí. Rồi, ok. Đó, được rồi, thế thôi. Đây các bác nhìn cái đít của nó đây. Nhìn phần hậu loa này, con này sẽ có một cái rắc line in này và một cái rắc cả line out nữa. Các bác có thể hoàn toàn sử dụng đường hoa sen hoặc chúng ta sử dụng đường Canon đều ok. Đó, dòng subwoofer Nexo GP15 các bác nhá. Con này thì đầy đủ này, cắt tần này, đảo pha này, cắt tần này, đảo pha này, tăng giảm volume đầy đủ hết cho các bác luôn. Và đặc biệt dòng này sẽ sử dụng nguồn xuyến đồng lớn các bác nhá. Nguồn xuyến đồng lớn và công suất của nó là 800W, là công suất chạy liên tục luôn. Đấy, công suất max của con này nó lên hơn 1000W ở trở kháng 8 ohm cơ các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ yên tâm mà chơi dòng sản phẩm này. Của anh rất là căng luôn, súp điện, được chưa? Ok, chị quay lại cho em đi. Còn bây giờ thì bên em có lẽ xin phép được test qua một chút về chất âm của bộ sản phẩm này để các bác cùng trải nghiệm thử xem là bộ cấu hình karaoke ngày hôm nay, bộ sản phẩm VIP như này sẽ có chất âm như thế nào các bác nhá. Ok, đây để em test qua cho bác xem luôn. Để các bác cùng trải nghiệm thử nhá. Ok, lớn hơn một chút nhá. Bởi vì dùng một con đẩy công suất lớn, thành ra đánh đôi loa này nó mới ra được cái chất các bác, ra được cái chất bass của nó. Bởi vì sao? Cái chất bass nó phải cần những con đẩy công suất lớn một chút, cái chất bass của nó mới đến được cái tầm đẩy căng của loa. Tiếng bass nó căng, nó đầy, nó tròn tiếng, tiếng tép nó sáng, nó bay, giải lời, giải mid 2 của nó các bác nghe đấy không ạ? Giải mid 2 của nó nghe nó rất là chi tiết đúng không ạ? Nghe rất là tuyệt vời luôn. Dòng này các bác vừa ca cái karaoke vừa nghe nhạc rất là hay các bác nhá. Ok, một cấu hình karaoke để gửi cho tới anh Phước ở gì nhỉ? Em quên mất. Lúc nãy vừa nói cho các bác xong. Đấy, một bộ cấu hình karaoke luôn rất là ngon như này. Các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa một bộ cấu hình karaoke hàng chất như này, đấy thì các bác hoàn toàn có thể là liên hệ ngay với bên em để chốt những cái đôi loa LA Authentic. Các bác chốt riêng cũng được mà các bác mua cả combo cũng được. Ok. Đấy, còn clip này đến đây là kết thúc rồi các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Còn bác nào đang có nhu cầu sắm sửa giống như anh Phước ở đây thì các bác hoàn toàn liên hệ sớm với bên em các bác nhá. Bác nào yêu thích video này thì đừng để cho em xin một lượt like, comment và đăng ký kênh các bác nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác. Xin chào.